Bây giờ xin được chuyển sang một số nội dung đáng quan tâm trong chăn nuôi. Giá lợn hơi ngày hôm nay 25 tháng 12 tiếp tục đi ngang trên diện rộng và ghi nhận mức giá trung bình tại các khu vực khoảng 53.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới và dao động trong khoảng 51-54.000 đồng một kg, thấp nhất tại Yên Bái và Lào Cai và cao nhất tại hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên. Các tỉnh còn lại trong khoảng 52-53.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 51-52.000 đồng một kg. Mức giá thấp nhất là 51.000 đồng một kg ghi nhận tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 52.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Nam, giá dao động trong khoảng 51-53.000 đồng một kg. Thương lái tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu đang cùng thu mua 53.000 đồng một kg. Tại Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre, giá lợn hơi hôm nay đứng mức 51.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 52.000 đồng một kg. Giá lợn sát Tết vẫn đang có chiều hướng giảm khiến cho người chăn nuôi lo sợ tái diễn những cuộc khủng hoảng giá như trước đây. Chắc hẳn là quý vị khán giả vẫn còn nhớ vào năm 2017 là đã có cơn bão giá lợn khiến cho người chăn nuôi cảm thấy lao đao, thua lỗ nặng nề. Vào thời điểm đó, trong khi Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn khăng khăng cho rằng nguồn cung lợn vẫn ổn định, không hề dư thừa, thì rất nhiều chuyên gia chăn nuôi, thị trường và nhất là thương lái thì đều cho rằng do nguồn cung lợn thực tế quá lớn, vượt xa nhu cầu và là nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi tụt giảm thê thảm. Có nơi người ta cho nhau cả con lợn tạ để giết thịt mà ăn cũng không xuể. Và điều này cho thấy sự rõ ràng đã có sai lệch rất lớn trong các số liệu báo cáo về nguồn cung tổng đàn lợn so với thực tế thời điểm trên. Nhắc lại chuyện 5 năm trước, chúng tôi muốn quý vị nhìn nhận rõ hơn vai trò đặc biệt của các con số trong chăn nuôi. Như quý vị đã biết, trong sản xuất nông nghiệp, các con số thống kê vô cùng quan trọng. Nó vừa phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành và cũng giúp cho người dân điều chỉnh lại sản xuất. Riêng trong chăn nuôi, nó là căn cứ chủ yếu để người nuôi dự đoán thị trường và tính toán theo quy mô đàn, theo từng thời điểm tăng hay giảm đàn phù hợp với thị trường. Gần đây khi mà giá lợn hơi ở mức thấp hơn giá thành chăn nuôi rất lâu, thậm chí là đã gần cuối năm vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thì đã xuất hiện không ít ý kiến cho rằng nguồn cung lợn thực tế đang quá lớn so với nhu cầu thị trường là 100 triệu dân. Trong khi các số liệu của ngành nông nghiệp hay của Tổng cục Thống kê cũng vẫn loanh quanh ở mốc là 28,6 triệu con lợn. Đằng sau câu chuyện đúng sai của số liệu thì vấn đề lớn nhất cũng là câu hỏi chưa có lời giải. Đó là làm thế nào để những con số thống kê ấy phải đúng, phải sát thực tế để phục vụ hiệu quả cho người chăn nuôi. Đây cũng là nội dung bàn luận của vấn đề nông nghiệp 24 giờ ngày hôm nay. Trước khi đi vào phần phân tích rõ những bất cập trong công tác thống kê đàn lợn và hệ lụy mà nó để lại, chúng tôi mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự được ghi nhận sau đây của các phóng viên. Năm 2018, sau thời gian dài giảm giá kỷ lục, giá lợn hơi bất ngờ tăng vùn vụt. Dù các con số thống kê đều chỉ ra tổng đàn lợn không thay đổi nhiều so với trước, nhận thấy giá lợn cao một cách phi lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải vào cuộc, đề nghị các doanh nghiệp chăn nuôi cùng đưa về mức hợp lý. Khâu sản xuất phân phối cái thịt lợn phải hạ giá thành. Nói chung là tất cả một cái chuỗi khép kín là đãi vừa phải thôi. Có thời điểm cao nhất, giá lợn lên 120.000 đồng một kg. Một số chuyên gia cho rằng có thể do các số liệu thống kê về đàn lợn chưa sát thực tế khiến công tác chỉ đạo gặp khó khăn. Cái bất thường này thì tôi đặt ra hai giả thiết. Cái giả thiết thứ nhất là các số liệu thống kê của chúng ta không đúng, tức là nguồn cung bị thiếu hụt lớn và thiếu hụt kéo dài thì giá mới tăng cao như vậy và đứng ở mức cao như vậy. Cái giả thiết thứ hai ngược lại là nguồn cung của chúng ta không thiếu hụt, thế nhưng mà bị một cái lực lượng nào đấy thao túng thị trường, đẩy giá lên để trục lợi. Sau rất nhiều nỗ lực của ngành nông nghiệp, thậm chí chính phủ cũng phải vào cuộc, nhưng giá lợn vẫn không giảm, thậm chí tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 90.000 đồng một kg và duy trì liên tục cả năm 2019. Đi từng nơi, đến từng công ty, số liệu tôi là báo cáo tổng đốc ký báo cáo nhé, chứ không phải là nói là không có cơ sở. Đấy, xuống các cái tỉnh vào Đồng Nai, lên Bắc Giang, về Hưng Yên, vào đến Hà Nội. Thì tôi thấy là những cái nguồn cung chúng ta không phải thiếu. Để tránh tình trạng giá lợn khi nóng, khi lạnh, các chuyên gia cho rằng cần phải minh bạch và liên tục cập nhật dữ liệu đàn lợn hiện có để người chăn nuôi kịp thời có phương án tăng hay giảm đàn cho phù hợp. Và ngay cả cái số liệu thống kê của chính thức của mình bây giờ thì chính là bản thân các cái nhà sản xuất rồi các nhà đầu tư là họ cũng thấy là cái số liệu thống kê đó cũng đang có những vấn đề nhất định. Nó chưa phản ánh được, nó chưa ít nhất là
nó chưa, cũng chưa phản ánh thực tế được, và thậm chí có những ý kiến là cũng phát biểu là cũng là có vẻ như là cái số liệu thống kê đó cũng là cái độ tin cậy nó chưa cao. Chúng ta thiếu những hệ thống dữ liệu cần thiết để mà định hình ra được cái mục tiêu phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn của chúng ta trong cái thời gian tới. Theo ghi nhận thực tế hiện nay, con số thống kê đàn lợn ở các địa phương đang được cung cấp qua hai kênh chính là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thống kê. Ở cấp tỉnh là Cục Thống kê và Chi cục Chăn nuôi Thú y các tỉnh, cấp huyện là Phòng Thống kê và Trạm Chăn nuôi Thú y. Thế nhưng, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, những con số thống kê trong thời gian qua có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Là chế độ báo cáo của Bộ áp dụng cho các đơn vị trực thuộc và các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về thời gian báo cáo và một số nội dung báo cáo thì chưa thống nhất với chế độ báo cáo áp dụng cho các cục thống kê. Cái này thì nó cũng là cái tồn tại hạn chế thì chúng tôi đã nhìn thấy, và cũng hy vọng là sau hội nghị này thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp để mà phối hợp chặt chẽ hơn để cùng với tổng thống kê mà ít nhất là thống nhất về thời gian, về nội dung, về cách tính cho các chỉ tiêu cơ bản của ngành nông nghiệp. Cũng xin được nhấn mạnh là ở cấp độ quốc gia thì số liệu thống kê chăn nuôi sẽ phản ánh kết quả hoạt động chăn nuôi trên phạm vi cả nước, từ đó đáp ứng yêu cầu quản lý lập kế hoạch, quy hoạch cũng như là hoạch định các chính sách phát triển sản xuất chăn nuôi của các cấp các ngành. Nếu thống kê sai hoặc không có sự thống nhất của các số liệu thì không chỉ các cấp quản lý, các nhà hoạch định chính sách mà ngay cả người chăn nuôi cũng sẽ gặp khó trong kế hoạch sản xuất của mình. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về cách thống kê số liệu trong chăn nuôi hiện nay giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Tổng cục Thống kê, thì ngay sau đây chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cách nhìn và đo lường thì có nhiều cách. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê là căn cứ hoàn toàn vào quy định và phương pháp luận của quốc tế đối với thống kê chăn nuôi, đặc biệt là thống kê chăn nuôi lợn. Ngành thống kê đã triển khai 4 kỳ tương ứng với 4 quý để mà điều tra cái phần trọng lượng lợn hay là trọng lượng sản phẩm của lợn tăng thêm trong kỳ, đo lường tất cả các kết quả hoạt động sản xuất của chăn nuôi lợn trong kỳ. Do đó là chúng tôi sẽ có cái số liệu chi tiết đến từng quý và theo tuân thủ của quốc tế, tức là số lượng đầu con và trọng lượng tăng thêm trong kỳ đã được kiểm soát. Còn cái cách tiếp cận từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đó là cách tiếp cận từ cái định mức kỹ thuật để suy rộng, thì người ta có thể áp dụng đối với những cái hộ chăn nuôi lớn, những cái doanh nghiệp tuân thủ theo các cái quy định và chăn nuôi công nghiệp. Còn đối với các cái hộ nhỏ hoặc là những cái quy định về chăn nuôi, ví dụ như lợn ta chẳng hạn, hoặc là không dùng những cái thức ăn như cái quy định mà định mức kỹ thuật thông thường, thì rõ ràng rằng là nó sẽ có cái sự khác biệt. Do đó có thể ở bên ngoài đâu đó thì có thể hiểu rằng là chúng tôi không thống nhất, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì hầu như các cái số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sử dụng, kể cả số liệu ước tính tháng, quý và năm trong cái công tác chỉ đạo điều hành ở cấp tỉnh cũng như là cấp trung ương. Xin được chia sẻ với quý vị là cũng vào thời điểm này cách đây 2 năm thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố số lượng trên cả nước lên đến khoảng 28 triệu con. Nhưng khi đó giá lợn hơi rất cao, duy trì quanh ngưỡng là 100.000 đồng một ký. Trong khi cũng với số lượng là 28 triệu con lợn thì lúc này đây giá lợn lại xuống ở mốc là 50.000 đồng một ký. Ngay khi mà đặt những con số này cạnh nhau thì tất cả chúng ta cũng sẽ đều đặt ra một câu hỏi là liệu có đúng là tổng đàn lợn hiện nay đang duy trì ở mốc là 28 triệu con hay không? Để đi tìm câu trả lời này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay sự có mặt của ông Trần Duy Khanh, là chuyên gia chăn nuôi, và ông Khanh cũng nguyên là Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam. Xin được chào ông. Vâng, xin chào anh. Có một cái con số mà chúng tôi vừa đề cập đến, đó chính là cách đây 2 năm thì cũng là 28 triệu con trên tổng đàn. Và đến thời điểm này thì cũng là cái con số 28 triệu con vẫn không có sự chênh lệch, nhưng mà chênh lệch về giá bán. Nếu như 2 năm trước đây chúng ta bán ở thịt lợn hơi là 100.000 đồng một ký, thì bây giờ giá bán chỉ là 50.000 đồng một ký, tức là có sự sụt giảm gấp 2 lần rồi. Tuy nhiên giá cám sau một năm qua, cái giá thức ăn chăn nuôi thì nó lại tăng cao. Vì sao có cái sự nghịch lý như thế này thưa ông? Vâng, xin thưa với anh rằng thực sự đây là một cái bài toán đã nhức nhối nhiều năm, chứ không phải 1-2 năm gần đây. Mà tôi ngay từ thời kỳ còn công tác ở cơ sở các tỉnh, tôi đã ý kiến về việc này. Thực sự cái số liệu thống kê
Hiện nay chính phủ phải rõ như thế này. Nhà nước, chính phủ quy định số liệu thống kê là số liệu pháp lý. Là đấy là số liệu buộc phải các ngành phải nghe theo, phải tuân thủ. Còn cái số liệu mà vừa rồi tôi nghe chỗ chị Hương ý kiến ấy, tôi không đồng tình. Tổng cục thống kê, tôi không đồng tình. Còn lý giải tại sao mà cái hôm nay là 28 trên 28 triệu con lợn mà giá này có 50.000. Và cách đây 2 năm 28 triệu cũng 28 triệu cũng số liệu thống kê thì 100.000. Thì tôi cho rằng ở đây nó có mấy vấn đề. Ngoài cái sức mua giảm cũng chúng ta phải nhìn khách quan rằng năm 2022 này, thời điểm này là sức mua có giảm so với mọi năm. Cái thứ hai ý, là chúng ta dựa trên quan hệ cung cầu thì ở đây cung cầu nó thể hiện rất rõ. Khi mà cung thừa thì giá sẽ giảm thôi. Cung thừa mà cầu ít thì giá sẽ giảm. Và đặc biệt ở đây là cái số liệu thống kê đấy, thì tôi là một trong những người đã ý kiến rất nhiều lần về số liệu thống kê. Vì tôi làm từ cơ sở, tôi quá biết số liệu thống kê. Thậm chí tôi hiểu cả cái kiểu đi lấy mẫu của cán bộ thống kê. Vì lúc bây giờ chúng tôi ở cơ sở ấy, thì xin thưa các anh rằng hiện nay ấy, vẫn tồn tại hai số liệu thống kê. Một là số liệu của cái ngành chăn nuôi thú y từ cơ sở, xã phường báo cáo lên. Thật vậy. Nhưng số liệu ấy chỉ dùng nội bộ trong ngành chứ không được dùng ở quốc gia. Vì quy định quốc gia là số liệu thống kê là số liệu nhất quán của cả nước. Còn tại sao có cái tỷ lệ mà giá bán là 50 với 28 ấy thì thực sự như thế này. Vì ngành thống kê là thống kê tại một thời điểm. Tôi nói ví dụ hiện nay trước đây là chỉ mùng 1 tháng 10 rồi. Nhưng bây giờ lưng lên một năm 2 lần. Và bây giờ như chị Hương nói một năm 4 lần. Mùng 1 tháng 1, mùng 1 tháng 4, mùng 1 tháng 7 và mùng 1 tháng 10. Cho 4 lần thời điểm ấy. Nhưng cái mẫu có đủ lớn hay không? Và thực tế cái quan trọng nhất là cái vòng đời của con gia súc gia cầm. Xin thưa các anh rằng vòng đời của con gia súc gia cầm hoàn toàn khác, nó không nằm yên tại chỗ. Như vị con gà chẳng hạn, gà ta thì 6 tháng. Còn gà công nghiệp thậm chí một năm phải 3-4 lứa. Mà lợn cũng phải 2 lứa trên năm. Nhưng hiện nay ngành thống kê đang tính bình quân là 1,7 lứa trên năm. Tôi xin thưa các anh rằng như vậy nghiễm nhiên thừa ra đến 30%. Dư thừa 30% không được thống kê. Tôi mới làm con tính cụ thể như thế này. Nếu mà đây là chính con số của ngành thống kê. Nếu lấy thời điểm 2022 thời điểm này thì cái đàn lợn là dự kiến năm 2022 là 5,58 triệu tấn. Là 4,3 triệu tấn. Nhưng nếu mà tính đủ, vì chỉ tính 1,7 lần thôi, tính đủ nó phải đạt 5,58 triệu tấn, chứ tăng 1,8 triệu tấn so với số liệu thống kê. Về đàn gia cầm cũng như vậy, đàn gia cầm như vậy là theo số liệu thống kê thì đạt khoảng 2 triệu tấn, nhưng thực tế thì nó đạt khoảng 2,59 triệu tấn, tức là khoảng trên già nửa 1 triệu tấn nữa. Đặc biệt về số lượng gia cầm, tôi lấy ngay thời điểm này thôi, số lượng lợn là 28 trên 28 triệu con. Nhưng thực tế hiện nay cái số lượng lợn thống kê là có 28 triệu, nhưng chỉ đạt được 70% thôi. Còn số liệu thực tế nó đạt khoảng 36,3 triệu con, tức là tăng lên trên gần ngót chục triệu con không được thống kê. Với đàn gia cầm thì hiện nay thống kê là khoảng 533 triệu con. Nhưng thực tế với cái số liệu của thống kê, các anh tính 1,7 lần mà, quay vòng đàn gà thì chúng tôi tính nó khoảng 700 triệu con, tức là tăng thêm ấy là khoảng 100 gần 200 triệu con gia cầm. Từ đấy rằng từ cái số liệu thống kê như vậy dẫn tới thế này, không chính xác. Dẫn tới là quan hệ cung cầu với nhau, dẫn tới là cứ thông báo như vậy là cái nhu cầu, mà trong khi đó rất vô lý, dân số chúng ta tăng. Chúng ta hôm nay sắp xỉ 100 triệu rồi. Cách đây 2 năm ít nhất cũng chỉ 99 triệu thôi. Bây giờ chúng ta gần 100 triệu rồi. Tức là dân số tăng, nhu cầu tăng. Nhưng tại sao lại như vậy? Tôi cho rằng mấu chốt là vấn đề thống kê. Và tôi cũng là một trong những người rất nhiều năm nay, hàng chục năm nay, hàng 20 năm nay, từ khi chỉ đạo cơ sở tôi đã ý kiến về việc này.
Và đấy là vấn đề mấu chốt dẫn tới cung cầu bất hợp lý dẫn đến giá. Vậy thì liệu có gì khó tin về các số liệu thống kê đó hay không? Bởi vì theo như chia sẻ của chuyên gia cũng như là có những chuyên gia đã từng chia sẻ với chúng tôi rằng rất khó để có thể thống kê một cách chính xác về các con số, thậm chí là không thể thực tế, không thể làm theo giống như thực tế, và nhất là đối với các khối FDI, các doanh nghiệp chăn nuôi của nước ngoài ạ. Tôi cho rằng đấy là lý do này. Vấn đề thì thực sự ấy, là có quyết tâm làm hay không, và có dám bỏ những cái cách làm cũ, phương pháp thống kê cũ bỏ đi hay không để dám làm mới thực tế. Tôi cho rằng rất đơn giản thôi. Bây giờ lấy hai số liệu thống kê tại thời điểm thống kê số liệu mẫu tăng lên ở một huyện thôi, hoặc một xã trong một huyện, cộng dồn lại, và số liệu của ngành chăn nuôi báo cáo, hai số liệu ấy cộng dồn lại xem độ chênh là bao nhiêu. Tôi cho rằng làm vài ba kỳ ra ngay. Vì xin thưa với các anh rằng, các chị rằng, ngành chăn nuôi thú y họ đi tiêm phòng, cán bộ thú y họ đi tiêm từng nhà, từng con lợn một, từng con trâu bò một, chứ họ không phải là đi tiêm mẫu như ngành thống kê. Tôi cho rằng cách làm có dám làm hay không, có thay đổi hay không, chứ không có. Vâng ạ, như ông chia sẻ thì rõ ràng là do cái số liệu thống kê hiện nay nó chưa chính xác, và nếu như mà cái số liệu thống kê vẫn chưa chính xác được thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy tất yếu là cái công tác dự báo về thị trường nó cũng sẽ không chính xác nữa, và rõ ràng là người nông dân sẽ là cái đối tượng bị chịu thiệt nhiều nhất, và họ đang lo lắng về cái tình trạng tái đàn của mình như một canh bạc, đúng không ạ? Tôi cho rằng ý anh hoàn toàn đúng. Thực sự với cái số liệu thống kê như thế này thì mà chúng ta hiện nay cái bài học trả giá quá nhiều, ngành nông nghiệp trả giá hàng bao nhiêu năm nay, được mùa thì mất rớt giá, mất mùa thì giá đắt. Tại sao? Vì số liệu thống kê không đưa ra con số chính xác, không có con số tương đối để có dự báo thị trường trong năm tới, ở trong quý tới, trong tháng tới như thế nào. Dự báo sai hết, mà người dân thì cứ làm theo cái tâm lý thôi, tâm lý đám đông, dẫn tới cung cầu lệch nhau, lúc nào cũng liên tục lệch nhau là do dự báo sai. Mà cái ngành này chúng ta đã đổ cà chua, đổ thanh long đi, đổ bao nhiêu thứ đi, nông sản đi, cũng bởi cái dự báo này. Tôi cho rằng như vậy, đến lúc phải cải tổ, xem lại thực chất cái chất lượng số liệu của chúng ta. Và tôi xin thưa với quý thính giả, các anh, tôi trưởng thành từ cấp độ cơ sở, thực sự những cái số liệu thống kê tôi bảo là số liệu liều, tôi không tin. Cần có một cuộc cải tổ thực sự mạnh mẽ. Đây là một cái sự trăn trở không chỉ là của những người trong cuộc như ông Khanh đây, mà tôi nghĩ là một cái nỗi trăn trở rất lớn của rất nhiều những bà con chăn nuôi hiện nay. Hệ quả của những đợt trắng tay vừa qua, chúng ta thấy rất nhiều người nông dân đã bị phá sản, mất cả sổ đỏ bởi vì đàn lợn của mình. Phần lớn vì người chăn nuôi nhỏ lẻ họ đã bỏ nghề rồi, phá chuồng, số ít hộ thì còn tiếp tục theo nghề với các gia trại quy mô lớn hơn. Sau nhiều lần lên voi xuống chó, chết đi sống lại, giờ đây họ hoang mang không biết tin vào đâu, nhìn vào ai để nuôi lợn và làm theo. Sau đây là một số cái chia sẻ của người chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Mấy con này tầm 3 tạ với 2 tạ 8 một con đấy, thương ít rồi. Bán thì chúng tôi rất là biết là xót xa, chúng tôi vẫn phải bán. Vì phá này chúng tôi là rất thật và buốt mà chảy nước mắt ra, không biết nói làm sao được. Nhưng mà vì này nó thua lỗ nhiều quá, gây lên một đàn nái này nó trong cái thời gian là rất là lâu. Chúng tôi tiếc lắm nhưng mà không biết làm sao được. Người nông dân nó phải bán đi. Thì thực ra mà nói là một con đường cùng của chị Dậu trước kia. Mua lợn lái là giờ sản phẩm ra mất 10 triệu. Mà bây giờ bán tầm hơi có 35, 40. Lỗ ra một lửa một con. Vì bây giờ nó làm ăn nó thua lỗ nhiều quá. Đấy, nó cám nó cao, nó đẩy lên cao, mà bây giờ cứ để chăn nuôi này thì không ăn thua gì thì phải bán thôi. Không những người chăn nuôi chật vật, kéo theo bọn tôi đi buôn cũng chật vật hơn. Thấp cả năm rồi, từ đầu năm đến bây giờ. Anh em bán gọi người hết người lộ người kia ế ẩm thì đời sống bà con bây giờ nếu mà để người chăn nuôi thì chết dở chứ không phải là kém. Dân nó lỗ là gần như là 100% người chăn nuôi lỗ. Mà nhà nước chính phủ mình thì đang muốn nhập khẩu về và lợn thì dân thì đang thừa, nên làm sao mà nhờ các anh làm sao mà để cho nhà nước mình hỗ trợ cho dân chăn nuôi nó đỡ thua thiệt. Tết này chưa chắc là có hy vọng, giá cả bấp bênh, và con lợn này hiện nay các đồng chí xem đấy, bây giờ giá thị trường bây giờ con lợn này có 50-51 nghìn một kg đấy. Mong cho chính phủ là cái dịp Tết Nguyên Đán này không những còn ra riêng và sang các năm khác, là mong sao là chính phủ sẽ
giữ cho con lợn, cho người chăn nuôi người ta giá cả ổn định, mong sao để cho người ta khuyến khích người chăn nuôi lên để cho người ta, người nông dân người ta đỡ bớt khổ. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin mà chúng tôi nhận được là ngay lúc này đây thì người nuôi lợn nhỏ lẻ, các gia trại đang lỗ trên dưới 1 triệu đồng mỗi con lợn khi mà họ xuất chuồng. Buồn, bế tắc, không biết kêu ai. Không ít bà con của chúng ta đã chia sẻ với kênh VTC16 sau một loạt phóng sự về việc người dân ồ ạt phá đàn để cắt lỗ hay là chăn nuôi lợn ở đỉnh điểm khó khăn, cũng như là vệt bài nhìn lại khuyến cáo tái đàn lợn dịp Tết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát sóng và đăng tải lên hạ tầng nội dung số chính thức của kênh VTC16. Chúng tôi đã thu hút được hàng triệu lượt xem cùng với hàng ngàn lượt bình luận, và đa phần đều là những bình luận đồng cảm với người chăn nuôi. Đáng chú ý, có không ít người chăn nuôi còn bày tỏ sự bức xúc, bế tắc và mất phương hướng trong việc canh tác của mình. Cụ thể, một khán giả có nickname Bùi Cao Gia Bảo bình luận YouTube chính thức của VTC16 rằng: cầu vượt cung, cung vượt cầu, kiểu gì một trong hai cũng chết. Lúc rẻ thì bỏ, lúc đắt thì thi nhau trồng, thi nhau nuôi, đương nhiên một trong hai thua lỗ. Một khán giả khác thì nói rằng: kêu than làm gì, thấy giá tăng, tập trung nuôi thì cung cao, cầu giảm thì giá giảm thôi. Hay lúc lời 2 đến 5 triệu một con thì ai cũng tung hô, lúc đấy không thấy ai than khổ. Nghề nào cũng vậy thôi, lúc được thì thi nhau làm, đến lúc thừa thì kêu khổ. Một khán giả có tên Mạnh Nguyễn cũng bình luận trên trang fanpage VTC16 rằng: cân đối và bỏ nhập khẩu những mặt hàng nông sản, thực phẩm mà nông dân ta có đủ sức mạnh. Bộ Nông nghiệp không biết có nghe được những lo âu chia sẻ của nông dân một nắng hay sương không. Khán giả Bùi Liên thì nói rằng: khổ lắm người nông dân chúng tôi, chăn nuôi thì thua lỗ, làm ruộng thì giá phân bón lên cao, thời tiết không thuận lợi, mất mùa. Trồng rau màu thì thời tiết khắc nghiệt, được mùa thì mất giá, có giá thì lại thất thu. Người nông dân khổ lắm các bác cán bộ ơi. Còn bạn có nickname Nguyễn Thị Tảo thì chia sẻ: đánh bạc thua một lần thì thôi, chứ chăn nuôi theo mãi, chết không gỡ được, mất hết cả nhà cửa. Bạn Ngọc nói rằng: từ xưa đến nay khó khăn nhất vẫn là nông dân. Chăn nuôi thì thua lỗ, dịch bệnh, bấp bênh. Trồng trọt, làm ruộng, phân bón, thuốc thang lên cao, được mùa thì mất giá. Bạn Duy Tùng thì cho biết, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dần bị xóa sổ, còn lại là sân chơi của các công ty chăn nuôi. Họ có đầy đủ mọi thứ để quyết định về giá. Còn bạn Lê Đình Thọ và Nguyễn Giang thì bức xúc hơn. Nói mãi rồi, kêu mãi rồi, có ai thấu cho người dân đâu. Cán bộ chỉ ngồi điều hòa, nói bằng giấy bút thì có hiểu được nỗi khổ của dân đâu. Hỏi ngay mấy ông Bộ Nông nghiệp Ý, toàn đi nhập khẩu thịt đông lạnh nước ngoài về bán trong nước, làm dư thừa dẫn đến người chăn nuôi trong nước không bán được sản phẩm. Vâng ạ, trở lại với những con số thống kê, tôi ông Trần Duy Khanh, theo ông thì cá nhân hay tổ chức nào phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra những cái sai sót bất cập về các con số thống kê như chúng ta vừa đề cập ạ? Cá nhân tôi cho rằng đầu tiên phải xuất phát điểm là từ cái chính sách, từ chính sách của chúng ta về công tác thống kê. Từ cái tầm vĩ mô là chính phủ, sau mới đó đến trực tiếp là Tổng cục Thống kê. Mà Tổng cục Thống kê phải chịu trách nhiệm về con số này. Tôi cho rằng rất dễ thôi. Mà cái sự việc này đã cãi nhau, ngành nông nghiệp đưa ra rất ý kiến phản đối hàng 20 năm nay về số liệu thống kê rồi, chứ không phải vài năm đây nữa. Từ lúc tôi đang làm ở cơ sở, phản đối tôi không tin số liệu thống kê nữa. Nhưng mà nhà nước cứ coi quy định là số liệu thống kê là số liệu của quốc gia. Các đơn vị phải sử dụng, nên buộc và ngành nông nghiệp phải sử dụng. Nhưng trong khi đó, xin thưa các anh rằng cái tiêm phòng chỉ đạo phòng dịch là phải sử dụng riêng cái số liệu của ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi thú y Việt Nam đi tiêm phòng, đi chống dịch, chứ không sử dụng thống kê. Sử dụng số liệu thống kê là một là thừa thuốc, chết đổ đi, ai bù tiền vào; hai là thiếu thuốc, không có vaccine để tiêm phòng. Đấy là thực tế đã xảy ra. Thứ hai là Bộ Nông nghiệp, tôi cho rằng đã đến lúc cần phải tổ chức khảo sát lại trên cơ sở số liệu thống kê đấy, chúng ta làm mẫu lại, một cán bộ thú y đến tận cơ sở mà, tận thôn xóm bản mà, chúng ta điều tra lại để chúng ta có một cái số liệu chính thức và kiến nghị với Tổng cục Thống kê về cái số liệu như vậy, xem xác suất nó bao nhiêu phần trăm. Vì tôi làm cơ sở thì chỉ đạo tôi quá biết việc này rồi, gần như chúng tôi có sử dụng được cái số liệu ấy, chỉ dùng báo cáo ủy ban tỉnh, báo cáo các ngành thôi, nhưng trong chỉ đạo chúng tôi không dùng. Vì nó không chính xác.
Vâng ạ, trong khi đó thì cũng có những thông tin là lợn nhập khẩu vẫn tiếp tục được nhập vào nước ta bằng con đường chính ngạch hoặc là nhập lậu. Trong khi đó thì nguồn cung trong nước thì lại đang dư thừa. Ông có bình luận gì về vấn đề này và chúng ta cần phải quản lý về cái việc nhập khẩu thịt lợn ra sao cho hợp lý với tình hình thực tại này ạ? Vâng, xin thưa với chị rằng với cái cách làm vừa rồi thì là tôi nói đùa rằng người nông dân không phải cháy nhà hai đầu nữa, cháy nhà đến năm đầu. Thức ăn thì tăng, chi phí mọi mặt tăng, giá lợn thì giảm, mà càng ngày càng giảm, giá thuốc thú y tăng, cho nên dẫn đến người nông dân thua thiệt. Thực sự tôi rất đồng cảm với ý kiến vừa rồi. Người nông dân Việt Nam, đặc biệt có chăn nuôi nhỏ lẻ, trong chăn nuôi trồng trọt gần như đánh bạc, không tự chủ được cái gì cả. May cầu trời khấn Phật, được giá thì còn được kiếm chút đỉnh, còn nếu không thì là coi như trắng tay. Thực sự đấy là cái tâm trạng người chăn nuôi nhỏ lẻ Việt Nam hiện nay. Dạ. Vậy thì là một chuyên gia trong ngành chăn nuôi, ông có cái sự hiến kế như thế nào đối với ngành chăn nuôi? Chúng ta phải làm gì để có được những cái số liệu thống kê cụ thể để người chăn nuôi của chúng ta không bị chơi vơi, mất định hướng trong khâu sản xuất của mình? Tôi cho rằng thì đầu tiên là đổi mới cái tư duy nhận thức về phương pháp thống kê. Đổi mới. Chứ thực sự tôi cho rằng tôi vừa nghe cái phóng sự vừa rồi chị Hương, Tổng cục trưởng Thống kê nói rằng đây quy định thế giới. Tôi cho rằng nhiều quy định nó không phù hợp chứ. Tôi chỉ đạo tôi thực tế tôi biết. Nhiều quy định thế giới nhưng áp dụng vào Việt Nam không phù hợp. Đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi thì nó thay đổi liên tục. Các hộ hôm nay có thể họ chăn nuôi, ngày mai họ lại bán đi, họ lại không chăn nuôi, họ lại làm chăn nuôi con vật khác. Nó khác hẳn các nước. Các nước là gì? Quốc tế là chỉ có trang trại lớn thôi, không có hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tôi cho rằng nếu mà chị nói như vậy thì đấy là vấn đề mà hoàn toàn không thực tiễn Việt Nam, phải áp dụng ở Việt Nam, thay đổi cái nhận thức tư duy về công tác thống kê. Điều thứ hai là cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê. Điều thứ ba là nhà nước cần phải có sự chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp cần thống kê, có sự đối chiếu so sánh xem hàng năm hàng quý nó lệch bao nhiêu phần trăm. Cụ thể một thời điểm tôi cho rằng làm 2-3 kỳ nó tốn kém không nhiều, không phải tổng điều tra dân số gì mà cả. Ví đội ngũ cán bộ thú y có từ cơ sở, thôn xã đều không, họ đi tiêm con lợn, tiêm lợn nhà ai, chữa bệnh lợn nhà ai, họ tiêm phòng, họ biết hết hàng quý, hàng năm ít nhất 2 đợt họ đi tiêm phòng. Tôi cho rằng, và cái cuối cùng là cái phải ứng dụng cái công nghệ mới vào trong cập nhật số liệu và thống kê. Tôi cho rằng thực sự là làm được. Vì tôi là người trực tiếp chỉ đạo cái ngành chăn nuôi thú y ở cơ sở rất nhiều năm, tôi quá hiểu vấn đề này. Gần như xin thưa với các anh rằng gần như trong chỉ đạo tiêm phòng, chỉ đạo chống dịch thì tôi không dùng số liệu thống kê. Nếu dùng là chết, dùng là chết. Vì chúng tôi có đội ngũ cán bộ chăn nuôi thú y từ cơ sở thống kê từng con mà lên. Thì tôi đề nghị cái nữa là Bộ Nông nghiệp cũng cần có ý kiến chính thức với chính phủ để có làm việc với Tổng cục Thống kê để đưa ra số liệu, và đặc biệt cái cập nhật thông tin ngoài số liệu thống kê đã, thì dự báo thị trường hiện nay Bộ Nông nghiệp đang yếu. Cho nên đúng là như các anh các chị vừa nói thì người chăn nuôi, người nông dân nhỏ lẻ mà chăn nuôi trồng trọt như đánh bạc, may thì vớ được tí không có là trắng tay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi đến từ ông Trần Duy Khanh, chuyên gia nông nghiệp với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn khép lại nội dung này và chúng ta sẽ cùng chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác.